Xin chào đại gia đình Karate của Thỏ. Thỏ đã quay trở lại rồi đây. Và ngày hôm nay thì Thỏ sẽ lại gửi tới cho mọi người một bộ son mới. Bộ này thì là một bộ son mới của L'Oreal, có tên là Rough Signature. Và Thỏ thấy dòng bộ son này của L'Oreal thật sự quá là ấn tượng đi. Khi mà Thỏ nhận được cái hộp sản phẩm này thì Thỏ có nhận được ở trong này là một chiếc clutch. Ở trong đó thì có đầy đủ các màu son ở đây, có tổng cộng là 9 màu mà Thỏ nhận được. Nhưng hình như là bộ son này của L'Oreal có tổng cộng là 12 màu cơ mọi người ạ. Ngoài ra thì ở trong hộp thì có một chiếc áo mà L'Oreal kết hợp với HM, siêu đẹp luôn ý. Thỏ rất là mê cái chiếc áo này. Bây giờ thì không nói nhiều nữa, Thỏ sẽ swatch cho mọi người xem bộ son cực kỳ đỉnh cao này của L'Oreal nhé. Iru là màu hồng tím cực kỳ sang trọng, cũng giống như thiết kế vỏ son lần này của L'Oreal, vừa độc đáo lại siêu sang chảnh, với nắp có gài màu vàng in logo giống như một chiếc bút vậy. Chief là một màu son cam năng động và cá tính. Dường như lần này L'Oreal đã thực sự vượt trội, phá cách, không sử dụng quá nhiều các màu son nhàm chán, nhưng các màu nhìn chung lại không khó dùng chút nào mọi người ạ. Liên tiếp sẽ là 4 tông đỏ của bộ sưu tập lần này. Eyetone là một màu đỏ tươi mà ai cũng sẽ có và dễ đánh vô cùng. Từng màu son trong bộ sưu tập này đều được đặt tên vô cùng ý nghĩa, đại diện cho sự tự hào của phái đẹp chúng mình đó. I Represent là màu đỏ lạnh base hồng. Chất son của L'Oreal lần này thực sự ấn tượng, có một chút lì nhẹ nhàng nhưng không hề dày và nặng hay khô môi, cũng không lộ vân môi, đập tan các định kiến thường thấy khi nhắc tới son kem lì. Cá nhân Thỏ thì thấy màu son rất là lâu trôi, bám trên môi cực tốt. Có lẽ là do Thỏ swatch 9 màu son liên tục nên khi son ngấm vào môi thì sẽ giữ khá lâu. Sau khi tẩy trang và ăn uống mình vẫn thấy màu son nguyên si, nhất là sau khi đánh những màu son đậm. I Am Worth It là một màu đỏ trầm. Em son này khá là watery, có dạng oil in water, làm mình nhớ tới những dòng son Velveteen, nhưng lên màu lại pigmented hơn rất là nhiều. Hơn thế nữa, son sau khi ngấm vào môi cũng không để lại lớp màu loang lổ và không đều giống như là khi chúng mình đánh son teen. I Explore là màu nâu có base hồng. Đầu tiên mình nghĩ màu này khá là khó đánh, sau đó khi lên môi mình lại thấy em này đẹp bất ngờ. Cọ son của L'Oreal lần này có hình mũi tên dệt, cực kỳ dễ viền môi và đánh son đều mịn màng. Chưa bao giờ Thỏ đánh son kem lì mà lại thấy dễ viền và nhanh như vậy, cũng không hề lem nhem một chút xíu nào cả. I Dream là một màu đỏ hồng pha chút cam khá là nhẹ nhàng và tinh nghịch. Thỏ thực sự ấn tượng với chất son lần này của L'Oreal. Không có một màu son nào lên màu không đều hay lợn cợn ở môi, cho dù là màu đậm hay là màu nhạt. I Choose có lẽ là một màu hồng đất.
Về bộ son này thì Thảo nghĩ rằng chất son là điểm mà Thảo thích nhất. Lên màu khá là chuẩn, mặc dù chất son mỏng nhẹ vô cùng, nhưng bạn chỉ cần một lần nhúng cọ là đã phun môi rồi, chứ không cần phải trồng quá nhiều lớp son. Và cho dù bạn có thích trồng thêm vài lớp son cũng không sao cả, vì son sẽ không khô luôn mà vẫn đủ thời gian để cho bạn xử lý cho thật hoàn hảo. Và cuối cùng là I Embrace, một màu hồng đào đáng yêu. Nếu bạn thử dùng màu son này thì Thảo tin chắc rằng bạn sẽ thích nó. Mặc dù là đánh son kem lì, nhưng bạn sẽ quên luôn rằng mình đang có son trên môi do em ý quá là mỏng và nhẹ đó mọi người ạ. Vậy là Thảo đã swatch xong tổng cộng 9 màu son cực kỳ đỉnh cao, mới tinh của L'Oreal. Các cái màu son cho dù nhạt hay đậm, cho dù sắc tố môi của Thảo có là màu gì đi chăng nữa thì nó lên vẫn rất là đỉnh cao và Thảo rất là thích cái điều đó. Sau bộ son này, Thảo hy vọng rằng là mọi người đã có thêm một sự lựa chọn mới để chọn cho mình những màu son xuất sắc trong mùa hè này. Tại vì Thảo biết chắc rằng là các em son này sẽ cực kỳ thích hợp cho mọi người vào mùa hè. Bây giờ thì có lẽ là Thảo xin phép kết thúc video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video swatch son lần tới. Xin chào tạm biệt.